哎哎，他妈的，中啊中啊！Em muốn biết hồi nhỏ anh sao? Dạ muốn à. Hồi nhỏ anh có câu hát về cuộc đời anh luôn á. Trời ghê vậy. Ừ. Hồi nhỏ anh hát là khi xưa ta bé ta ngu, ta lấy cái thùng băng con. Bang bang. Trời. Ta sẽ không quên đâu. Ai cũng bèn bèn nó chắc khó quên lắm mà. Trời sao quên được, em đau lắm á. Thôi giờ cho coi hồi nhỏ anh sao nha. Ok anh. Ơi, con ngoan, con ngoan. Gì mày? Trời, hả? Gì? À, lộn gì ba? Ờ, con cá mới nói chuyện lễ phép với ba mẹ chứ. Ba, coi con bơi nè ba. Giỏi quá ta. Bú bú bú. Trời, mẹ không có nhà sao bú sữa được con? Con cho con bú ba đi. Hả? Ba có gì đâu bú? Vậy ba có dư gì đó cho con bú đỡ. Trời, 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 trời. Ai cho con cái suy nghĩ đó vậy? Nè ghép hình nè. Giỏi quá ta. Nè ghép hình. Hình nè. À đúng rồi. Đúng rồi, đúng là con trai của ta. Thấy hộp nhạc qua mua cho con đã không? Nhìn xấu như chó. Hả? Gì? À, đẹp quá, đẹp quá. À. Con thích chó. Nhưng mà nhà mình không nuôi chó được. Mẹ mày. Trời, 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 trời. Cái này chơi gì vậy ta? Con ném cái vòng đó vô cái cột đó đó. Ném được là có thưởng. Ném chứ không phải để. Ném hả? Trời. Không sao, cố gắng làm lại nè. Ba ơi, có cái gì kìa? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Trời ơi, giỏi quá ta. Nữa. Tao làm nửa nửa cái đó coi. Ba ơi, có gì kìa? Hả, gì vậy? Trời ơi, giỏi vậy ta. Trời ơi, xuất sắc quá. Chỉ có ngu như ba mới không thấy thôi. À, thì... không gì hả? Thôi chơi đi nha, ba làm việc tí. Ba thất nghiệp mà rồi. Trời, ba thất nghiệp cho ba có tiền mua đồ chơi cho con. Ê, trời gì á, con đưa ra đây. Trời đất ơi, sao có đồ nhọn trong chỗ con vậy? Không hiểu luôn á, ba mẹ gì chán quá. Ba ơi. Gì vậy con? Ây da. Có bắn trúng đâu ba xạo à. Ba chập bọn con vui thôi. Có gì đâu vui. Trời. Ba nhạt vậy. Trời, thằng này. Tôi nuôi mày ăn học nha. Nhưng nhạt là nhạt. Đúng là nhạt phụ đại vui. Chơi điện tử, chơi điện tử. Thôi con chưa tới tuổi chơi điện tử. Điện tử của ba. Chưa, con có chơi được đâu, chưa có đủ tuổi. Ê, tụi biết có đó nhiêu tiền không? Nhiều. Mấy chục triệu với ba đó. Nhiều dữ rồi. Trời. Con mới có mấy tuổi mà, nói câu nào con cãi câu đó vậy con? Bởi vì sau này con mới làm YouTuber đó. Trời. Tò nha. Đúng rồi. Con đó. Trời. Tính ra ba mua con quá giật bình thường để con đóng vai người hùng luôn á. Ôi vậy hả? Tao xài cái lâu đài cho ba coi coi. Giỏi quá ta. Hay chưa? Hay quá. Thôi mẹ nó. Ủa, tình. Ê, con vịt, con vịt. Cho bạn vịt bơi đi. Trời, gì vậy con ngồi đây, ngồi đây, không, ngồi đây. Làm gì vậy? Hả? Gì? Tự nhiên, cúi đầu xuống dưới nước. Gửa nấm vô. Bạn vịt ơi. Bú đi. Hãy bú đi, đừng ngại con. Con chơi gì, con chơi con bỏ bạn vịt cái gì. Ê, con. Anh nước rồi. Thôi đi xuống đây nè. Ba mới tắm cho con rồi mà. Tôi, hả? Ngon quá. Cái đó xà bông sao con ăn được. À, đó đi chưa, nuôi chưa.
Sao bây giờ con thở ra bong bóng luôn rồi ba? Hay quá, con hay ăn mặn vịt luôn. Mặn vịt sao mà ăn được con, mặn vịt có xu mà. Rồi đi xuống đây đi, ra ngoài đi chơi dụng cái xong. Chú thờ lặng. Chú, con làm gì vậy con? Đào chú thờ lặng nè. Nước còn cao. Nước ngọt, nó ngọt quá à. Mới bỏ cho Ben vô đó. Trời, không, con nghĩ là ba bị tiểu đường đó. À. Ủa sao đưa đầu vô chi vậy? Ngu mà. Được. Con đâu có ai đưa vô. Con phải thông minh lên chứ sao con cứ nãy giờ cứ vậy hoài vậy? Hồ núi lửa. À, bộ núi lửa này ba mua cho con nó phun trào đó. Làm gì? Cho phun. Đó đâu phải là cách để con kích hoạt núi lửa đâu. Con thấy bữa ba coi cái phim giống vậy á. À, phim gì? Phim gì làm vậy cái hồi núi lửa phun trào. Cái coi nào vậy? Cho mày chết nè. Ủa? Nó nhà du hành thời gian mà con. Bột giặt nè ba. Trời ơi, trời hết đàn ông mình tới bột giặt cái gì cũng bỏ vô miệng vậy. Ăn vậy người ta mới nói là có tâm hồn trong sáng. Ờ kêu uống gỗ đi ba con ơi. Rồi ba mua cái gỗ này rồi chơi gì nào vô. Nó là vừa tầm với con rồi. Đơn ra. Đơn mà gãy sọt rác luôn à. Ba ơi con nè. Sao sao đó không có nhảy xuống nha. Hết hồn. Cái này là cái gì vậy ba? Này là kính vạn hoa đó. Đó con nhìn vô là con sẽ thấy nhiều cái hình ảnh khác nhau thấy không? Bê quá chú. Trời gì vậy con? Trời cái này bê đó chú ơi. Ủa cái gì hoa mà con không biết phải là cái gì đâu con đấy. Trời ơi. Tại sao có Ê, sách của ba. Có tạp chí người lớn ở đây vậy ba? Sách của ba để quên. Cái gì đây? Yui Hatano. Là gì vậy ba? Cái cô này là cô hay kể chuyện cổ tích á. Dạ hả? Đúng rồi. Ba hay nghe cô này hả? Đúng rồi, ba hay nghe cô này. Bữa nay cho này. Con nghe với. Không, con chưa nghe được đâu. Chừng nào mới nghe được? Chừng nào con lớn đi con sẽ nghe được. Kỳ vậy, cổ tích mà để người lớn coi vậy. Có nhiều chuyện cổ tích là chỉ có người lớn mới coi được thôi. Kỳ. Mày. Ê, cắn con gì vậy? Chó nhẹ. Đừng đưa đánh cái cây của ba. Mà nó cắn rồi à. Ba nuôi con này để đuổi muỗi đó. Ngoan. Hồi xuống con cắn á. Chuột nè ba. Con biết chơi máy tính không? Sao mà con chơi được? Hư của ba. Hư hả? Hư của ba sao mà làm việc? Đĩa nè. Đĩa tài liệu của ba đó con à. Tài liệu cổ tích nữa hả? Không, tài liệu là làm việc làm ăn với đối tác. Gì có Satan. Đó, thấy đồ chơi ba mua lúc nào cũng xịn đúng không? Cho gắn cái đó vô để cho xe con nhảy qua luôn nè. Đó là hết cảnh rồi con. Hoài không thắng hả ba? Không, hoài không bao giờ thắng được. Tại vì muốn mua cái bản thắng là nhiều tiền hơn nữa mà ba không có tiền. Hoài ba quá. Đó, được chìa khóa rồi đó. Chìa khóa. Chìa khóa xanh nè. Đó, đây là con vẽ nè. Con vẽ gì đó? Ê, vẽ gì vậy?
cái lá bông hoa. Gì bút màu cũng ăn vậy, bỏ đâu trời ơi, độc chết con ơi. Ê, không có giỡn cái kéo nè. Thôi, ngoài bà Thương, Ê, thôi mà, Trương à. Giỡn thôi, đâu có ngu gì, đây, bà lại đây. Thôi, bỏ kéo xuống đi con. Giỏi ta, đâu bắn kéo ơi. Trời ơi, mà đòi làm là game thủ bắn súng. Này bắn côn mà. Côn bắn súng cũng vậy. Giỏi quá ta. Đi. Ủa sao nắm tí con. Em đang ăn, không có gọi nè. Bố đi. Cái thằng này giữa mặt hả? Á kẹo. Không ăn kẹo xuống răng. Nói nghe không? Nè, không ăn đâu. Ngu. Ngu. Ai ngu, nói ai ngu. Con ngu quá. Bây giờ đi xuống chưa? Bây giờ thấy hơi phá rồi đó. Đi kích làm gì nữa? Hay chưa? À, dép kìa. Dép của mẹ đó. Thúi quá. Thúi. Nếu trong nhà sao thúi rồi con. Mẹ ở dơ rồi sao ý. Nhẫn. Sao mẹ con lại để nhẫn đây ta. Mẹ con chia tay ba rồi. Thúi. Con nghĩ được vậy luôn hả. Chứ gì nữa. Ba giục nhẫn cưới là biết rồi. Ba ơi con tìm thấy rồi. Hay quá, mở ra coi gì vậy con. Ngầu ta. Gì đây? Cái gì vậy? Đồ ăn của Kitty đó. Ba ơi, sao dưới nệm có cái bao gì vậy? Không có bao gì đâu con, không có gì hết. Cái bao nè. Không có. Cái này là kẹo xin gum qua ba ăn và để quên đó. Dạ. Đi cho mèo ăn thôi. Đúng rồi, cho Kitty ăn đi. Ăn đi mày. Mày chết mẹ rồi. Hả? À, con chó ăn gì vậy? Có tao cái ăn đồ của mày. Trời cái gì vậy con, sao con ăn đồ của con mèo. He, kệ nó đi. Cái thằng này. Cái gì vậy? Ủa cao bòi. Đó xe nữa kìa. Rồi con biết rồi. Đâu đánh bại cũng lâu rồi. Nó vẫn thua. Thì ba nói rồi mà ba đâu có tiền mua bệnh nạp tiền. Ủa vậy thôi hả? À? Vậy thôi đó, chuyện mới là chuyện mới. Trời ơi á. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Nếu mà các bạn thích video này thì đừng quên để lại cho mình một like và một subscribe nhé. Và ngoài ra thì hãy comment cho mình biết là mình nhớ các bạn có vậy không. Nếu mà các bạn giống vậy thì nhớ chia sẻ clip này thiệt nhiều nha. Và bây giờ thì mình xin chúc tất cả các bạn một ngày tốt lành.